rồi, tại ta muốn trận đấu này dài hơn được 5 giây, nên ta có để đồ power up quanh đấu trường. Không có chị nghe Mario. Ta không thèm cho robot cũng đủ đưa cái cơ thể chậm lớn của người đi chấn thương chỉnh hình. Được rồi. Vậy khỏi lấy quân đội của ta ha. Mọi người thấy đã đời chưa? Anyone to go? Chào ơi, yêu cha. Chuẩn bị đỡ chiêu Donkey Kong. Hãy chuẩn bị ăn hành với người bự chành bàn. Coi bọn chú lồng ăn là ông nắm rồi. Đánh cái gì mà yếu xìu. Mario, chính là tôi. Cái hộp kia. Ảnh cười tèo quá trời. Nhìn thấy cưng ghê. Hả? Mình là con mèo à, lấy chúng hộp mèo rồi. Trời má à, xin lỗi nha. Xin lỗi nha. Bây giờ tao cho mày nằm nhà à, mình là con mèo. Meow.